Bicho. Đừng huýt sáo giữa đêm. Huýt sáo ban đêm, rắn sẽ tới thăm ngươi là lời cảnh báo của người Nhật dành cho những ai có thói quen huýt sáo bất chấp thời gian. Có hai lý do cho việc ngăn cấm này. Thứ nhất, người ta lo sợ xà tinh sẽ xuất hiện theo tiếng huýt sáo bằng một thế lực siêu nhiên nào đó. Thứ hai, rắn là từ ám chỉ những người không minh bạch thường hoạt động về đêm ở Nhật Bản thời xưa như hội buôn người, trộm cướp và các thành phần bất hảo khác. Họ thường dùng tiếng huýt sáo như mật mã để giao tiếp với nhau. Nói chung, dù là xà tinh hay các thanh niên rắn thì bạn cũng không muốn gặp họ đâu đúng không? Vậy thì cẩn thận với môi miệng mình nhé. Hãy che ngón tay cái khi xe tang đi qua. Ngón cái trong tiếng Nhật gọi là Oyayubi, trong đó Oya có nghĩa là cha mẹ. Vì vậy, người Nhật quan niệm rằng khi xe tang, biểu tượng của cái chết đi qua, hãy che ngón tay cái của mình để tránh mang vận xui về cho cha mẹ. Một lời đồn khác lại nói, linh hồn của người chết có thể nhập vào người bạn thông qua đường móng tay ở ngón cái, vậy nên phải che đi. Ngưng cắt móng sau hoàng hôn. Cách nói cắt móng tay vào buổi tối trong tiếng Nhật nghe rất giống với cuộc sống rút ngắn lại, đều liên quan đến phiên âm Yosume. Vì vậy, một số người Nhật khuyên bạn không nên cắt móng tay sau khi mặt trời đã lặn nhằm tránh họa hại thân. Một cách giải thích khác là người Nhật ngày xưa thường cắt móng tay bằng dao, nên nếu bạn thực hiện việc này vào buổi tối nhá nhem, rất có thể nhát chém sẽ lấy đi nhiều hơn một cái móng. Ăn xong nằm, biến ngay thành bò. Nếu con cứ nằm dài ra ngay sau bữa ăn, con sẽ bị biến thành một con bò cái. Đây là một lời nói vừa đùa, vừa dọa những đứa trẻ lười biếng, không phụ bố mẹ dọn dẹp sau khi ăn. Quả báo điềm hung, động đất, ốm đau và chết chóc. Người Nhật truyền miệng rằng, nghe tiếng quả kêu, tức điềm xui đang đến, có ai đó sẽ chết hoặc thậm chí là một trận động đất lớn. Dĩ nhiên điều này không có thật mà chỉ liên quan đến một truyền thuyết Nhật Bản. Trong đó kể rằng một con quạ lớn có tên Yatagarasu chính là vị sứ giả tai họa. Nó bay đến khi thánh thần muốn can thiệp vào vấn đề của con người. Đừng nằm ngủ hướng Bắc. Niềm tin này cũng khá phổ biến. Nó bắt nguồn từ truyền thống tang lễ theo đạo Phật. Người mất sẽ được đặt nằm ở hướng Bắc. Vì vậy nếu ta nằm ngủ ở hướng Bắc thì sẽ không may mắn. Hãy che rốn khi nghe tiếng sấm. Đất nước mặt trời mọc thường gánh chịu nhiều đợt mưa bão lớn, vậy nên các vị thần đại diện cho thiên nhiên như thần sấm Raijin rất được người dân kính sợ. Nhưng theo truyền thuyết thì thần Raijin cũng rất nghịch ngợm, ưa thích rốn của trẻ con. Do đó các mẹ Nhật thường bảo con mình che bụng khi nghe tiếng sấm, kẻo sẽ bị thần Raijin bắt cóc và ăn mất rốn. Lược là để nâng niu. Nếu như phương Tây quan niệm vỡ gương sẽ mang tới điều xui xẻo, thì với người Nhật là làm gãy lược. Niềm tin này gắn với vị thần Izanagi no Mikoto và vợ được cho là những người sinh ra nhiều hòn đảo ở Nhật Bản. Khi vợ thần phải bước xuống cõi chết, Izanagi no Mikoto vì quá yêu thương nên đã rút cây lược trên tóc mình, đốt sáng nó để nhìn vợ lần cuối. Một lời giải thích khác lại cho rằng chiếc lược ngày xưa được chế tác vô cùng tinh xảo và đắt đỏ, nên dĩ nhiên là người ta phải trân trọng chúng hết mực rồi. Bạn biết được bao nhiêu sự tích của người Nhật rồi, có gì hay hãy nhớ chia sẻ bằng cách để lại bình luận phía dưới nhé. Lẽ ra cuối năm 2015, Bùi Văn Tuấn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An sẽ xuất ngũ, nhưng quân nhân này được giữ lại học một khóa sĩ quan dự bị. Thời điểm đó, ông Bùi Văn Hương, cha Tuấn, cũng chuyển về Đồng Nai làm việc. Tai ương ập đến gia đình ông Hương vào một ngày đầu tháng 5 khi Tuấn bị tai nạn giao thông và đã không qua khỏi. Con trai ông Hương mất khi vừa mới bước sang tuổi 22. Cái ngày đen tối ấy là chủ nhật, ngày nghỉ, ông Hương tranh thủ về nhà thăm vợ. Cũng vào hôm đó, Tuấn bị bệnh và được đi khám tại bệnh viện quân khu 7. Từ nơi Tuấn đóng quân tới bệnh viện phải đi qua nhà, do vậy cậu tranh thủ về thăm gia đình.
Sau khi về nhà, Tuấn xin phép qua thăm người yêu. Khoảng 20 phút sau, tôi nhận được điện thoại báo tin con bị tai nạn cách nhà 6 km. Ông Hương nghẹn ngào. Vợ chồng ông Hương vội vàng ra hiện trường. Sau khi sơ cứu, Tuấn được đưa tới bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, con trai ông đã không qua khỏi. Ông Hương run rẩy, quỵ xuống khi bác sĩ lắc đầu báo tin ca mổ đã thất bại. Ngày đám tang Tuấn, trước cú sốc quá lớn, bà Tám vợ ông ngất lên ngất xuống. Trong hoàn cảnh tang thương như thế, tình cảm của một cô gái dành cho Tuấn khiến cho đôi vợ chồng này được an ủi phần nào. Con gái ấy tên Linh, người xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Linh xin vợ chồng ông Hương được đẻ tang người yêu. Ông Hương nhớ lại, lúc nghe Linh nói vậy, ông rất bất ngờ, không biết xử trí ra sao. Tuấn và Linh yêu nhau được hơn 2 năm và nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Dù chưa cưới hỏi, nhưng từ lâu, vợ chồng ông Hương đã coi Linh như con dâu trong nhà. Trước đó, ông Hương cũng qua nhà gặp nhà gái thư chuyện. Họ đã dự tính tháng 9 tới sẽ tổ chức đám cưới cho Tuấn và Linh. Chuẩn bị cho ngày trăm năm của con trai, vợ chồng ông Hương đã vay mượn tiền bạc để cất một căn nhà mới. Nhưng tường vừa mới tô xong thì Tuấn gặp nạn. Ngày Tuấn và Linh hạnh phúc giữa những lời chúc tụng của bạn bè, họ hàng đã không có mà chỉ có đám tang lạnh lẽo. Thôi thì con trai mình vắng số, không nên làm khổ con gái người ta, ông Hương nghĩ vậy. Do đó vợ chồng ông cảm ơn tình nghĩa Linh dành cho người con trai kém may mắn. Thời gian trôi đi thì nỗi đau ấy cũng nguôi ngoai. Tuấn giờ đã không còn, con còn cả đời con gái, không có duyên phận làm dâu thì làm con nuôi của bác cũng được. Bà Tám nói với Linh như thế. Dù vậy, cô gái này vẫn không thay đổi ý định. Điều đáng nói, cha mẹ của Linh cũng ủng hộ mong muốn của con gái. Ngay trong ngày hôm ấy, cha mẹ Linh cùng họ hàng đến nhà ông Hương viếng tang. Ông Hương tâm sự, việc của con gái trước đây khiến vợ chồng họ suy nghĩ rất nhiều. Chuyện không may xảy ra với Tuấn, vợ chồng ông đau khổ là đủ rồi. Nhưng cuối cùng, Linh đã thuyết phục được cha mẹ chồng tương lai. Hình ảnh cô gái trẻ mặc đồ tang trắng bên di quan khiến những người đến viếng đám thêm phần xót xa. Như lời tâm sự của ông Hương, trong hoàn cảnh như vậy, hành động của Linh đã khiến cho họ được an ủi phần nào. Còn bà Tám thì nói, con trai bà thật may mắn khi tìm được một người bạn gái như vậy. Có lẽ cũng vì thế, họ tiếc nuối khi nghĩ tới mối nhân duyên giữa Linh và Tuấn không thể trở thành hiện thực. Sau đám tang, Linh vẫn đi lại giữa hai nhà, cũng có nhiều hôm cô ngủ lại với bà Tám. Ai cũng nghĩ thời gian sẽ giúp Linh nguôi ngoai. Nào ngờ cô xin được làm dâu, thay người yêu phụng dưỡng cha mẹ già. Lúc nghe Linh tâm sự, vợ chồng ông bà Tám rất bất ngờ. Một lần nữa, họ lại rơi vào tình cảnh khó xử trước tình cảm sâu nặng Linh dành cho người con trai xấu số của ông. Hơn nữa, Linh lại đang mang trong mình giọt máu của Tuấn. Ông Hương còn nhớ, ngày Tuấn bị tai nạn, trước khi rời khỏi nhà, con trai ông cho biết Linh đang mang thai. Ông Hương nói, tôi cứ tưởng Tuấn nói chơi. Sau khi Tuấn mất, Linh xác nhận chuyện này là thật. Trong hoàn cảnh đó, nhiều cô gái sẽ chọn cách khác. Do vậy, chúng tôi rất cảm động trước ý định của con bé. Nhưng Linh còn quá trẻ, chúng tôi thương con bé phải chịu khổ và thiệt thòi. Nhiều khó xử của vợ chồng ông Hương đã được tháo gỡ khi cha mẹ của Linh cũng đồng ý với lựa chọn của con gái họ. Do vậy, dù con trai mình đã mất, vợ chồng ông Hương cũng bàn tính tới chuyện cưới hỏi theo nghi thức để đón Linh về làm dâu. Hầu hết mọi người đều khá bất ngờ với quyết định dũng cảm của cô dâu và cảm phục tình yêu của cô gái dành cho người chồng vắng số. Linh tâm sự, ngay từ lúc đầu quen nhau, tụi em đã xác định sẽ yêu nhau lâu dài và cả hai đều đưa nhau về ra mắt gia đình, hẹn thề khi em đủ 18 tuổi sẽ tổ chức đám cưới. Hồi đầu tháng 5 vừa rồi, em phát hiện mình mang thai nên em lên thông báo cho anh ấy. Nghe tin em có thai, anh Tuấn vui mừng lắm. Điều khiến cho Linh ân hận đó là Tuấn bị tai nạn và tử vong khi đang trên đường sang gặp cô. Lúc đầu anh mê man không biết gì, nhưng một lúc sau anh tỉnh lại. Anh thì thầm với em rằng, anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hẹn ước của hai đứa. Anh nói xong rồi qua đời. Kể đến đây, Linh liên tục khóc. Lời trăn trối của người yêu ám ảnh mãi trong tâm trí Linh. Để rồi cô quyết định, sau khi gia đình tổ chức đám tang cho Tuấn xong, cô xin phép cha mẹ hai bên để thực hiện lời hẹn ước với người yêu trước đó. Ngày 22 tháng 5, đám cưới đặc biệt đã diễn ra. Hôn lễ được cử hành bên nhà gái. Cả hai bên đã thống nhất không dựng rạp cưới, chỉ làm vài mâm cơm, mời bà con họ hàng và đãi khách thân thiết. Linh cũng chỉ mặc áo dài đỏ thay cho váy cưới. Mọi nghi thức làm như một đám cưới dâu, chỉ khác một điều vì không có chú rể nên đã không có lễ rước dâu. Biết được câu chuyện cảm động của Linh,
bạn bè cô đã cùng nhau ghép cho Linh một bộ hình cưới và chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới chỉ có mình cô dâu này. Linh cho biết cô cũng rất hạnh phúc với cuộc sống mới ở nhà chồng. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.